Quân đội Ukraine và NATO không sợ bị tổng công kích mà lo quân Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt. Giữa lúc chiến sự ác liệt, lo ngại đó dường như đang xuất hiện. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Ukraine không sợ quân đội Nga tổng công kích mà lo sợ một điều khác. 77 người nhập viện do đập thủy điện Kakhovka bị vỡ. Ukraine không sợ quân đội Nga tổng công kích mà lo sợ một điều khác. Từ cuối năm ngoái, lãnh đạo Kiev liên tục tuyên bố sẽ mở cuộc phản công lớn nhằm vào Nga. Nhưng khi thời điểm bước sang mùa xuân và mùa hè năm 2023, cái gọi là cuộc phản công quy mô lớn của Kiev dường như chỉ là các trận đánh trinh sát nhằm tìm ra điểm yếu trong tuyến phòng ngự của quân đội Nga. Theo một số phân tích, quân đội Ukraine đã bị thiệt hại không nhỏ cả về người và vũ khí trang bị tại cối xây thịt ở Bamut, nhưng lại đang dần được bù đắp bởi viện trợ quân sự từ các nước phương Tây. Tuy chiến dịch phản công mùa xuân của Ukraine đã được cho là bắt đầu từ vài ngày qua, nhưng chính quyền Kiev chưa có bất cứ tuyên bố công khai nào trên truyền thông. Chứng kiến quân đội Nga giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường, còn quân đội Ukraine đã phải lùi bước tại Bamut, phương Tây nóng lòng thúc giục Kiev phản công. Một số nhà phân tích cho rằng, để lấy lại lòng tin của phương Tây, kỳ ép buộc bắt đầu các kế hoạch phản công càng sớm càng tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine nhận thấy họ vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu quân. Theo các thông tin, quân đội Ukraine đã thành lập mới 12 lữ đoàn và 8 lữ đoàn theo tiêu chuẩn của NATO. Lực lượng này có thể được sử dụng trong cuộc phản công trong thời gian ngắn sắp tới. Nếu quy mô mỗi lữ đoàn có từ 4.000 đến 5.000 binh sĩ, thì số quân mới bổ sung vào thời điểm này không vượt quá 100.000 quân. Căn cứ vào tình hình hiện tại, ngay cả những chuyên gia lạc quan nhất về phương Tây cũng đều cho rằng tổng lực lượng phản công mà quân đội Ukraine có thể tập hợp hiện nay sẽ không quá 200.000 người. Con số này thấp hơn nhiều so với quy mô binh lực mà Ukraine đã huy động trong cuộc phản công khá cốp khá hiệu quả vào năm ngoái, buộc quân đội Nga phải rút lui. Với binh lực như vậy, quân đội Ukraine khó có thể hoàn thành cái gọi là cuộc phản công mạnh mẽ, khiến thế giới sửng sốt. Có một vài điểm sáng đó là việc các nước châu Âu do Đức đứng đầu đã hứa cung cấp cho quân đội Ukraine khoảng 150 xe tăng Leopard 2 và mới chỉ chuyển giao một phần. Nhưng đó cũng là bước tiến lớn so với trước đây, khi phương Tây chỉ viện trợ xe bọc thép hạng nhẹ. Về viện trợ đạn dược, phương Tây ngay từ đầu chỉ có thể sử dụng kho dự trữ không mấy dồi dào, nhưng họ cũng đã rất cố gắng san sẻ cho ép. Trong đó, riêng Mỹ đã xuất kho khoảng 4,4 triệu viên đạn pháo, riêng từ ngày 20 tháng 3 tới nay là khoảng 1,5 triệu viên đạn pháo tăng rocket và đạn cối, cùng 200 triệu viên đạn vũ khí bộ binh khác cho Ukraine. Tuy nhiên, khi các nước phương Tây viện trợ quân sự theo kiểu giật gấu vá vai, thì quân đội Ukraine lại tiêu hào vũ khí khá nhanh. Chẳng hạn chỉ riêng trên chiến trường Ba Mút cách đây không lâu, quân đội Ukraine trung bình mỗi ngày bắn tới 7.700 viên đạn pháo 155mm, khiến năng lực sản xuất vốn đã quá tải của phương Tây càng trở nên khó khăn hơn. Cứ thử tưởng tượng, nếu quân đội Ukraine thực sự mở rộng cuộc phản công dài ngày, liệu các nước phương Tây có còn đủ đạn pháo để tiếp tế hay không? Ở phía ngược lại, quân đội Nga vốn không được chuẩn bị thực sự tốt khi bắt đầu cuộc xung đột, nhưng hiện nay họ đã có nhiều thay đổi. Số lượng xe tăng, tên lửa vẫn dồi dào. Quân đội Nga đã có kinh nghiệm để từng bước khắc chế loại vũ khí hiện đại mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, như lựu pháo M777, hệ thống phóng rocket đa năng HIMARS hay UAV TB2 bên cạnh đó quân số cũng tăng cho phép các đơn vị và bộ phận khác nhau của quân đội nga tham chiến ở ukraine được thay phiên nhau theo các báo cáo chiến đấu mới nhất tại chiến trường bà mút lính dù nga đã thay thế lính đánh thuê wagner chốt giữ các khu vực đã chiếm được ở bà mút bằng cách này lực lượng chủ lực của quân đội nga có thể nghỉ ngơi đầy đủ và dưỡng sức chờ đòn phản công của quân đội ukraine trong khi đó quân nga đã triển khai ở tuyến 2 cũng có thể được huấn luyện chiến đấu nhanh chóng làm quen và thích ứng với chiến trường Cần chỉ ra rằng, điểm khác biệt lớn nhất so với đầu cuộc xung đột là quân đội Nga đã huy động quân số gần 300.000 quân, trong đó 140.000 quân chưa tham gia chiến trường Ukraine. Chính điều này khiến quân đội Nga có dự bị chiến lược mạnh. Theo các phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập, quân đội Ukraine không sợ đối phương phát động tổng công kích ồ ạt như giai đoạn đầu của cuộc xung đột, mà lo ngại quân đội Nga phòng thủ phản công. Chiến lược này sẽ tiêu hao sinh lực của Ukraine thông qua sát thương ngoài công sự, đó là điều mà quân đội Ukraine lo ngại nhất. Một khi quân đội Nga hoàn thành mọi công tác chuẩn bị chiến đấu phòng ngự phản công và thiết lập hệ thống trận địa phòng ngự vững chắc, sẽ rất khó để quân đội Ukraine có thể phản công hiệu quả. Trên thực tế, trong những ngày qua, các cuộc tấn công của Ukraine đánh thẳng vào tuyến phòng ngự chính và cứng nhất của Nga đã không đạt kết quả như mong muốn và có nhiều tổn thất. Thậm chí, ngay từ lần đầu xung trận, có một số xe tăng Leopard 2 khá hiện đại của Ukraine đã bị phá hủy. Lực lượng cơ giới Ukraine bị các bãi mìn và hỏa lực pháo binh tên lửa Nga chặn lại, rất khó để tiếp cận tuyến phòng ngự đầu tiên. Tuy vậy, cả Nga và Ukraine vẫn chưa bùng hết sức. Lực lượng dự bị chiến lược vẫn đang ở tuyến sau, thế nên chiến sự chắc chắn sẽ có nhiều diễn biến đáng chú ý trong vài ngày tới. 77 người nhập viện do đập thủy điện Kakhoka bị vỡ Theo quyền thống đốc vùng Kherson do Nga hậu thuẫn, Vladimir Sando thông báo trên kênh Telegram, chính thức vào sáng ngày 11 tháng 7, Số người được đưa tới bệnh viện sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở khu vực này đã tăng lên con số 77 người. Ông Vladimir Sando cho biết, 77 người từ các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng đã được đưa đến các cơ sở y tế trong khu vực. Các bác sĩ đang cung cấp cho họ sự chăm sóc y tế cần thiết. Con số này đã gia tăng so với thông báo được đưa ra trước đó là 60 người nhập viện sau khi đập thủy điện Kakhovka bị vỡ. Trước đó, các quan chức địa phương đưa tin 35 khu định cư và khu vực đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong khi người dân sống tại khu vực bị ảnh hưởng được sơ tán. Tính tới hiện tại, đã có 8 người đã thiệt mạng trong lũ lụt, với hai nạn nhân trong số đó thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo vào một trung tâm sơ tán, theo các quan chức Kherson được TASS trích dẫn. Đập thủy điện Nova Kakoka là một công trình cao 30m và dài 3,2km. Đập này được xây dựng vào năm 1956 trên sông Dnipro và là một phần của nhà máy thủy điện Kakoka. Hồ chứa Kakoka có dung tích khoảng 18 tỷ mét khối và có nhiệm vụ cung cấp nước cho tỉnh Kherson. Hai triệu cư dân trên bán đảo Crimea và đồng thời là nguồn nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này vẫn nắm quyền kiểm soát con đập Tuy nhiên sau đó, Ukraina đã chiếm lại được bờ bắc của sông Dnipro và hai bên bắt đầu cáo buộc lẫn nhau về âm mưu phá hủy con đập. Trong bối cảnh đó, con đập này đã thực sự bị vỡ vào sáng sớm ngày 6 tháng 6. Toàn bộ số nước trong hồ chứa Kakhovka ngay sau đó đã bị tràn ra ngoài, gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều thị trấn và làng mạc dọc theo sông Dnipro. Việc con đập này bị vỡ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường, cuốn trôi đất nông nghiệp dọc theo sông Dnipro và làm tăng nguy cơ kênh đảo Bắc Krim bị khô cạn. Trong chuyến thăm thành phố Kherson ở Hạ Lưu Con Đập, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết hơn 80 khu định cư đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong trận lũ lụt đã giải phóng hóa chất và vi khuẩn vào nguồn nước. Ngoài ra, cả phía Nga và Ukraine đều có những cảnh báo về việc người dân phải đối mặt với tình trạng vô gia cư, nguy cơ dịch bệnh do thiếu nước sạch và nguy hiểm tới từ những quả mìn trôi giạt theo nước lũ. Hiện chưa do ai đứng sau vụ tấn công đập Kakoka. Chính phủ Ukraine trước đó đã cáo buộc lực lượng vũ trang Nga làm nổ tung con đập này bằng thuốc nổ, trong khi nhấn mạnh cơ sở thủy điện này thuộc khu vực do Nga kiểm soát. Ngược lại, phía Nga khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công bằng tên lửa vào nhà máy thủy điện Kakhovka vào sáng ngày 6 tháng 6, phá hủy các van của nhà máy này và khiến nước xả không kiểm soát được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka là hành động phá hoại có chủ ý của Ukraine và nói rằng chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Mặt khác, vào ngày 7 tháng 6, trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả hành động tấn công con đập này là man dợ và dẫn tới thảm họa môi trường và nhân đạo quy mô lớn. Về phía nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, ông nhấn mạnh việc điều tra kỹ lưỡng vụ việc, theo văn phòng Tổng thống Erdogan, Ankara đề xuất thành lập một ủy ban quốc tế, bao gồm các chuyên gia từ Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Cộng đồng Quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau trên kênh Tin Tức Việt.